chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Linh bất ngờ thông báo đã con với Lâm. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự giữa Việt Lâm và Uyên Thi vì nghĩ cô có thai, giờ biết cái thai đó không hề tồn tại. Bà Ngọc vốn không ưa chị Uyên Thi giờ mặt nặng mày nhẹ, lấy tư cách mẹ chồng gây sự, hành hạ cô. Bà còn nói bóng nói gió nào là nhìn hiền lành thánh thiện thế kia, thì ra là kẻ nói dối không biết chớp mắt, nào là mẹ nào con ấy đều đáng sợ như nhau, nào là chắc kiếp trước tôi nợ nần gì mà kiếp này phải trả nghiệp. Uyên Thi vốn hiền lành, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô vẫn tin có một ngày mẹ chồng sẽ hiểu tấm chân tình của cô, sẽ đối đãi tử tế với cô. Lúc này, Khánh Linh bước tới giả vờ ngoan hiền. Cô nàng vỗ về bà Ngọc, cô à, cô phải giữ bình tĩnh, không bệnh tim của cô tái phát thì sao? Rồi không quên nhìn về phía Uyên Thi, chị Thi à, tính cô nóng nảy vậy thôi chứ cô không có ý gì đâu. Bà Ngọc vừa mới gay gắt với Uyên Thi, giờ thay đổi thái độ 180 độ khi nói chuyện với Khánh Linh, bà nhẹ nhàng, may mà cái nhà này còn có người hiểu chuyện như con. Khánh Linh liền diễn vở kịch mà cô dày công gây dựng. Cô nàng giả vờ hoa mắt chóng mặt, bà Ngọc lo lắng, Linh con làm sao vậy? Để cô đưa con tới bác sĩ. Khánh Linh gạt đi, không cần đâu cô, con nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay. Vừa nói hết câu, cô nàng tiếp tục giả vờ nôn ngọe rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bà Ngọc là người từng trải, nên bà sớm nhận ra đây là những biểu hiện của người mang thai. Đợi Khánh Linh bước ra, bà chất vấn, Linh, con nói cho cô biết, con có rồi phải không? Bà vừa nói vừa chỉ tay vào bụng của Khánh Linh. Cô nàng chỉ chờ có thế, òa khóc nức nở, cô ơi, con xin lỗi vì làm cô chú thất vọng, con có thai rồi. Không chỉ bà Ngọc mà Uyên Thi đứng gần đó cũng đứng hình. Bà Ngọc hít một hơi thật sâu, vội hỏi, Linh à, tuy cô không phải người sinh ra con nhưng cô xem con như con gái của mình. Con nói cho cô biết ai là cha của đứa trẻ, cô chú sẽ đòi lại công bằng cho con. Cô nàng nước mắt ngắn dài, chuyện này tốt nhất cô chú không nên biết. Con đã lớn rồi, con có thể tự lo liệu cho con của mình. Con sẽ trở thành mẹ đơn thân. Bà Ngọc hét lên, không được. Đứa nào dám làm tổn hại tới con, cô sẽ không tha cho nó đâu. Bà Ngọc không chỉ có công nuôi dưỡng Khánh Linh, mà gia đình bà cũng chịu ân của gia đình Khánh Linh, nên bà sẽ không để cô chịu ấm ức thiệt thòi. Khánh Linh nắm rõ điểm yếu của bà, cô nàng cứ thế bật khóc nức nở. Bà Ngọc vội xoa dịu, ngoan, nói cho cô đi con. Cô nàng liền cúi gằm mặt, giọng lý nhí, đây là con của anh Lâm. Bà Ngọc cứng họng, của thằng Lâm sao? Nó dám đối xử với con như thế. Cô nàng thanh minh, cô đừng trách anh ấy mà tội nghiệp. Cũng tại con, hôm đó anh ấy say rượu, vào nhầm phòng con. Vì con không kiềm chế được cảm xúc nên đã, cô chỉ đóng vai nạn nhân thế thôi. Thực chất, chính cô nàng là đạo diễn kiêm biên kịch lẫn diễn viên chính. Từ lâu, Khánh Linh đã xem Việt Lâm như đức lang quân của mình, nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Khi anh kiên quyết bảo vệ tình yêu với Uyên Thi, kiên quyết cưới Uyên Thi làm vợ, cô chỉ giả vờ xuống nước rút lui, chúc phúc cho anh. Nhưng thực chất, cô nàng tâm cơ chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Chính cô nàng, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Việt Lâm và Uyên Thi, vô tình biết được hai người giả vờ có thai. Chính cô nàng là kẻ đứng đằng sau giàn cảnh, tung hô mọi chuyện khiến hai gia đình càng căng thẳng hơn. Cũng chính cô thừa nước đục thả câu, muốn những lời lẽ khó nghe tác động tới bà Ngọc khiến bà xem con dâu như cái gai trong mắt. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc Việt Lâm và Uyên Thi cơm không lành canh không ngọt, lấy tư cách em gái cố tiếp cận Việt Lâm, an ủi anh. Nhân lúc anh không đề phòng, cô lén bỏ thuốc mê rồi đưa anh lên giường, giả vờ anh là người cướp đi cái ngàn vàng của cô. Cô còn tỏ ra thanh cao khi xem như đây là bí mật giữa hai người, nhưng thực chất đó chỉ là khởi đầu của kế hoạch. Giờ là lúc cô nàng tung đòn quyết định, thông báo cô có thai và Việt Lâm chính là ba của đứa trẻ. Uyên Thi nghe từng câu từng chữ của Khánh Linh mà chết lặng. Cô tự hỏi, anh Lâm, chẳng lẽ anh đã quên lời thề ước với em? Chẳng lẽ anh đã quên những kỷ niệm giữa chúng ta? Tại sao anh nói không có tình ý gì với Khánh Linh, lại có thể lên giường với cô ấy? Còn bà Ngọc, bà vội triệu tập tất cả các thành viên trong gia đình, bà phải thông báo tin quan trọng này, bà phải phân xử đòi lại công bằng cho Khánh Linh. Khi mọi người đã đông đủ, bà Ngọc với cương vị nữ chủ nhân trong nhà, bà cao giọng, Khánh Linh đã có thai với Việt Lâm rồi. Cả nhà ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác, Việt Lâm thì không dám tin vào những lời vừa nghe. Anh vội quay về phía Uyên Thi, thấy cô nước mắt giàn giụa, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh lên tiếng, Linh à, có nhầm lẫn gì không? Khánh Linh giả vờ yếu đuối, cúi gằm mặt xuống, còn bà Ngọc tức giận quá, con nói vậy mà nghe được à?
con dám nghi ngờ con bé trong khi con là người biết rõ nhất con đã làm gì với nó. Bà Ngọc liền ra tối hậu thư. Chuyện tới nước này rồi, mẹ nghĩ chỉ còn cách duy nhất là con chia tay Uyên Thi, đi rồi sớm kết hôn với Khánh Linh. Việc Lâm phản bác, không được. Cả đời này con chỉ có mình Uyên Thi là vợ. Bà Ngọc chua ngoa, con định trở thành kẻ bội bạc vô trách nhiệm sao? Huống hồ giờ con và vợ con chẳng có gì để ràng buộc. Bà Ngọc còn không quên nhìn về phía Uyên Thi, còn cô, chắc cô cũng đồng ý với quyết định của tôi chứ. Uyên Thi vốn là đứa trẻ lớn lên không có ba, bị người đời xỉa xói là con hoang, nên cô là người hiểu rõ nhất cảm giác thiệt thòi mất mát khi không có ba ở bên. Vốn là người lương thiện, cô không đành lòng để một đứa trẻ vô tội chưa kịp chào đời phải rơi vào hoàn cảnh đó. Trước câu hỏi của bà Ngọc, cô ngẹn ngào, con biết mình phải làm gì rồi. Cô gạt tay Việt Lâm ra, cô chẳng còn lý do gì ở lại căn biệt thự đó. Việt Lâm định đuổi theo cô thì bà Ngọc gào lên, Lâm, con đứng lại đó cho mẹ. Trước sức ép của bà Ngọc, trước những thủ đoạn cao tay của Khánh Linh, trước sự buông tay của Uyên Thi, Việt Lâm sẽ làm gì? Tới bao giờ anh mới vén được bức màn bí mật rằng Khánh Linh không hề có thai cũng như vạch trần được bộ mặt thật của cô nàng? Anh sẽ có đối sách gì để bảo vệ Uyên Thi, bảo vệ tổ ấm nhỏ mà khó khăn lắm anh và cô mới có được? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.